Thưa quý vị, đây là hình ảnh của những con ong nội, và mỗi một đàn ong như thế này thì có khoảng từ 6.000 cho đến 7.000 con ong thợ, mang lại nguồn mật lớn tới gần 20 kg mỗi năm. Tại tỉnh Hòa Bình thì loài ong nội này đã được người dân nuôi theo hướng sạch, chất lượng cao kể từ đầu năm 2017, và cho đến nay thì mô hình này đã và đang mang lại những lợi ích kinh tế vượt trội cho người nông dân. Anh Trần Văn Hưng, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình bắt đầu nuôi ong kể từ hơn chục năm trước với 4 đàn ong. Đến năm 2017, được dự án của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ 20 đàn ong mật nội địa, anh Hưng chuyển hướng sang nuôi theo quy trình sạch, chất lượng cao. Tức là mình bị xa nơi chuồng trại chăn nuôi, vườn trại thức ăn gia súc này, nhà máy hoa quả, chế biến hoa quả này, nhà máy rượu này. Nhà máy đường là cũng không được để gần, vì là ong nó sẽ vào đấy là nó sẽ ăn, rất là nó sẽ không đi lấy mật được. Khu vườn này có hàng trăm gốc nhãn, vải cùng nhiều loài cây ăn trái khác. Tháng 4 cũng là thời điểm nhiều loại cây đơm hoa kết trái. Năng suất là vậy, thế nhưng chúng không phải được trồng để thu quả mà là để phục vụ những chú ong này. Tức là của nhà mình ví dụ nhãn hay là cái hoa quả đây là không có phun bất kỳ một cái loại thuốc nào hết. Kể cả cái kích thích đậu quả, chủ yếu là để cho ong nó kiếm mật thôi, chứ còn cái hoa quả này được cũng được mà chả được thì cũng không mình vấn đề. Đặt nuôi ong đúng vị trí, thức ăn tự nhiên, không kháng sinh, quay mật đúng thời điểm. Đó chính là những yếu tố tạo ra những giọt ong mật thơm ngon, đạt chất lượng cao. Em đã thấy những giọt mật đã bắn ra rồi ạ. Bắn ra chưa? Đấy. Cứ mỗi một lần quay mật như thế này thì mình thu được bao nhiêu lít ạ? Mỗi một lần như trại ong mình ông làm nhiều là được độ 300 lít, còn bình thường là độ 180 lít. Với 170 đàn ong, mỗi năm gia đình anh Hưng thu khoảng 3.500 đến 5.000 lít mật, với giá bán 200.000 đồng một lít. Tổng thu nhập mỗi năm, đàn ong mang lại cho gia đình anh khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại, mô hình nuôi ong mật chất lượng cao đã nhân rộng tới các địa phương khác trong tỉnh. Theo thống kê, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khoảng trên 200 đàn ong, cao nhất có xã lên tới 2.000 đàn. Tỉnh đang có định hướng là xây dựng cái thương hiệu mật ong Hòa Bình để nó giữ được cái thương hiệu, thì sau này thì thành mật ong rừng Hòa Bình để có cái chỗ đứng và cái nó bền vững hơn. Với lợi thế nguồn rừng tự nhiên rộng lớn, trong lành, nuôi ong mật sạch hứa hẹn là nghề mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân và tạo ra sản phẩm đặc sản cho tỉnh Hòa Bình.